Xin chào tất cả các bạn. Trong bài học này tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách làm sao để có thể xuất file trong Adobe After Effects. Như ở đây tôi đang sử dụng phần mềm After Effects CC 2015. Như các bạn có thể thấy ở đây, đây là một phiên bản đầu tiên của CC 2015. Các bạn có thể sử dụng bất cứ một phiên bản Adobe After Effects nào cũng được. Vì về mặt bản chất, từ đời After Effects CF4 đến nay thì hầu như cách để chúng ta xuất một file trong Adobe After Effects là hoàn toàn như nhau về cả mặt tùy chọn. Ở đây thường trong After Effects chúng ta có hai cách thức để có thể xuất một file. Các bạn có thể thấy ở đây, chúng ta có một cách thức đầu tiên là cách thức xuất trực tiếp. Ở đây các bạn có thể thấy đó là Add to Render, phím tắt là Ctrl M. Hay cách thứ hai đó là xuất một cách gián tiếp, là chúng ta dùng Adobe Media Encoder. Đây là một phần mềm ngoài. Khi các bạn lựa chọn cái phương án này, nó sẽ mở ra một cửa sổ một chương trình khác. Các bạn có thể xuất file mà các bạn vẫn có thể làm việc bình thường ở trong After Effects thay vì xuất trực tiếp như là dòng dưới đây như là Add to Render. Đầu tiên thì để xuất một file trong Adobe After Effects thì các bạn phải có một composition. Như ở đây tôi đã để ở đây rồi. Các bạn phải chẳng hạn như ở đây các bạn có thể thấy các bạn phải click chuột vào đây. Các bạn có thể xuất được file một cách chuẩn. Nếu các bạn không click vào đây mà các bạn click vào đây chẳng hạn, thì khi lúc các bạn chọn render thì các bạn sẽ render lại cái file này chứ không phải là render cái project mà các bạn đang xử lý ở dưới này. Đầu tiên thì để đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể xuất một cách trực tiếp. Đầu tiên các bạn click vào khu vực giao diện làm việc, các bạn vào menu composition, các bạn chọn Add to Render hoặc các bạn để bấm phím tắt là Ctrl M. Đây như các bạn thấy ở dưới đây chúng ta có một vài các hệ. Như các bạn có thể thấy ở dưới đây chúng ta có một số tùy chọn. Đầu tiên là ở mục Render Setting, chúng ta sẽ tìm hiểu mục này đầu tiên. Các bạn click chuột vào Best Setting. Ở đây chúng ta có một vài thông số như sau về chất lượng. Ở đây chúng có best này, chất lượng rất tốt này, draft này, wireframe. Các bạn thường thì chúng ta sẽ chọn cái dòng best này bởi vì nó đem lại chất lượng tốt nhất. Và các bạn phải chọn Color Setting là tùy chỉnh theo những cái thông số mà các bạn mong muốn. Thì ở đây tôi chọn mặc định. Resolution là độ phân giải và chất lượng của độ phân giải lúc các bạn nhìn ở đây nó có chúng ta có đầy đủ này, half là vừa phải này, third là 1/3, quarter là rất thấp. Ở đây là Dictature thì các bạn có thể tùy chọn read only hoặc không, cái này tùy các bạn thôi. Ở đây chúng ta có tùy chọn là sử dụng proxy hay không đi xuất file này. Đây cái này nó chỉ có ý nghĩa nhiều khi các bạn sử dụng với rất nhiều máy tính một lúc thôi để render nó. Effect chúng ta để tùy chọn hay là solo switch này, Wheel layer này. Color Deep ở đây các bạn có thể tùy chọn là 8 bit, 16 bit hay 32 bit trên một kênh. Cái tùy chọn này để làm gì? Cái tùy chọn này thường nếu các bạn sau này các bạn làm những cái ba tên để hiển thị ở trên màn hình ấy, giống như các bạn xem trên các chương trình thời sự thì chúng ta phải tùy chọn nó ở mức độ phân giải thường là cao để nó có thể trong suốt. Giống như các bạn nếu các bạn đã học qua các khóa về Adobe Premiere Pro chắc các bạn đã hiểu về cái phần mềm bit này. Hay là cái này mặc định ở đây là nó để tùy chọn cho đầy đủ hệ số bit màu nữa. Đây chúng ta có frame blending thì tốt nhất là các bạn nên chọn check được trên layer thôi. Ở đây chúng ta có frame blending thì các bạn chỉ nên chọn nó ở trên một layer thôi, như ở dòng này. Như các bạn có thể thấy bên cạnh đó là một frame rate, thì ở đây các bạn có thể thấy chúng ta đang ở đây có dòng use score frame rate tức là 23,976, tức là đây là cái thông số frame rate mà tôi đã để mặc định cho cái composition của mình là 23,97 hay còn gọi 24. Hoặc các bạn có thể sử dụng một cái frame rate tùy chỉnh ở đây. Ở đây mặc định là 30, các bạn hãy kéo lên bao nhiêu tùy thích của các bạn. Ở đây tôi chọn mặc định. Một mục tương đối quan trọng trong việc xuất file ở đây, ở cái mục Render Setting ấy, đó là ở đây cái mục Custom, các bạn click vào đây. Đây là một cái mục giúp cho các bạn có thể quyết định được rằng các bạn có thể xuất từ phút thứ bao nhiêu, như ở đây các bạn có thể điền đây là tôi chỉ muốn xuất từ bắt đầu từ giây thứ 3 cho đến giây thứ 6 chẳng hạn, thì các bạn có thể thấy ở đây có một cái dòng duration nó sẽ tự động tính cho các bạn. Như các bạn thể thấy ở đây cái dòng duration nó sẽ tự động tính cho các bạn rằng các bạn sẽ xuất khoảng thời lượng là bao nhiêu. Thì ở đây chúng ta xuất khoảng thời lượng là 3 phút 04 giây. Mục thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu ở đây là mục output module. Ở đây mặc định chúng ta đã được thấy ở đây người ta để mặc định như này. Đây là cái module mà giúp các bạn tùy chỉnh về các thứ. Như các bạn thể thấy ở đây nó có hai cái tab, một là main option hay là color management. Ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu đầu tiên với cái main option. Đầu tiên là một format, các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có mặc định là chuẩn AV. Đây là chuẩn file tương đối phổ biến, đặc biệt là đối với những ai đang thực hiện. Đây là một chuẩn file tương đối phổ biến đối với những ai đang làm truyền hình. Click vào đây chúng ta có thể thấy chúng ta có một số cái chuẩn như là AIFF này, DPX Cineon này, IFF này, JPEG này, MP3 này, OpenXR này, PNG này, Photoshop Sequence này, QuickTime này, Gradient này, Tip này, Warp này, hay Tag A. Đây là cái chuẩn tương đối cũ. Các bạn có thể thấy ở đây chúng ta thường thì mặc định tôi thường sẽ sử dụng cái chuẩn gọi là QuickTime. Thường đến khi tôi chọn AV bởi vì file của AV tương đối nặng. Tuy nhiên AV nó có file AV có một số lợi thế riêng thì tôi sẽ giới thiệu các bạn ở phần sau khi chúng ta tìm hiểu một format option này. Thì ở cái mục Board Render Action chúng ta có 3 tùy chọn import này, import và reflect usage và set proxy để tùy chọn khi trong việc gọi là xuất file. Ở mục video output chúng ta có thể thấy được kênh. Đầu tiên là một kênh channel, ở đây chúng ta có RGB này, alpha này, RGB cộng alpha. RGB là đủ màu, đủ cả ba kênh màu đỏ, xanh lá cây và xanh nước biển. Alpha tức là chúng ta chỉ xuất một kênh màu đen trắng thôi. Còn RGB cộng alpha này là chúng ta xuất, hay chúng ta giống như các bạn vẫn thường gọi ở trong ảnh trong suốt về nền ấy, ở trong Photoshop, ảnh PNG thì đây cũng là một cái chuẩn để các bạn xuất một cái video mà ở trên một cái nền hoàn toàn trong suốt, thì các bạn có thể xếp lên các kênh khác nhau mà nó vẫn hiển thị. Ở đây là mục là các bạn có thể tùy chọn rất nhiều màu, 256 color này, million color vân vân. Ở mục color này chúng ta có straight và prime. Ở đây chúng ta có một mục nữa là mục resize, tức là các bạn có thể tùy chỉnh cái độ phân giải của cái video các bạn muốn xuất ra. Ở đây tôi để mặc định là 1920x1080. Ngoài ra các bạn có thể tùy chọn đây với rất nhiều các chuẩn khác nhau như NTSC này, PanDV này, DV Pro này, rất nhiều, hay 4K, 2K. Nhưng thường ngày chúng ta nên để mặc định theo cái chuẩn mà cái composition các bạn tạo ra ở trong project để nó xuất, nó không bị viền đen ở trên hay dưới hay ở hai bên. Là một crop thì nó giống như là để các bạn crop cái size lại, cái size của video lại thôi. Thì ở đây chúng ta crop trên này, crop trái này, crop dưới, crop phải, vân vân. Ở dưới đây là mục audio output là các việc các bạn có xuất âm thanh kèm theo cái file video mà các bạn đã làm hay không. Như ở đây tôi đang để auto, các bạn có thể chọn audio output on, audio output off nếu không muốn xuất. Thì ở đây tôi đang để mặc định, thì ở đây chúng ta có chỉnh được tần số này, 48K, 88K, 96K. Đây là độ chất lượng âm 16, 8 bit, 16 bit hay 32 bit, âm mono đơn kênh, stereo đa hai kênh. Ở đây quay lại một chút, tôi sẽ quay lại với các bạn về cái mục là format option. Ở đây trong mục format option của cái mục video chúng ta thấy được có hai cái tab, một là video và hai là audio, các bạn thì thấy ở đây. Ở đây ở mục video codec chúng ta cũng có tương đối rất nhiều chuẩn. Ở đây các bạn, đặc biệt ở đây các bạn có thể thấy rằng chúng ta có thể xuất ra những cái chuẩn chất lượng rất cao, hay là những codec phổ biến như H264 này, 263 này. Đấy, như ở đây đặc biệt các bạn thể thấy chúng ta có thể chọn được hai cái chuẩn. Đây chúng ta có một chuẩn là uncompressed 8 bit hay uncompressed 10 bit 422 này hay 8 bit 422. Như đây chúng ta có thể thấy chúng ta có hai cái chuẩn đặc biệt rất là quan trọng đối với những bạn nào mà làm nhiếp ảnh chuyên. Như ở đây các bạn có thể thấy chúng ta có hai cái chuẩn xuất tương đối quan trọng đối với những bạn nào làm lĩnh vực video chuyên nghiệp, như là chuẩn 10 bit 422 và 8 bit 422. Đây là hai cái chuẩn màu mà đây là hai cái chuẩn video mà các bạn giữ được hầu như rất nhiều các giải màu. Cái này các bạn thường sẽ được gặp ở những máy quay video tương đối chuyên nghiệp như là của Blackmagic, Red hay là các dòng Sony FS bây giờ. Thường họ sẽ có cái chuẩn là 422 này, hay là chuẩn không nén. Và dung lượng của cái chuẩn không nén 10 bit này rất là nặng. Ở đây mặc định chúng ta còn có thể tùy chọn thêm một số thứ. Nếu các bạn chọn những cái thông số như là H264 này, các thứ, các bạn sẽ được có một cái tùy chọn về chất lượng của video nữa. Vì ở đây nó là một cái chuẩn video nén rồi, nén thành codec MP4. Các bạn có thể tùy chọn chất lượng ở đây, tùy cho các bạn tùy chọn. Ở bên mục audio, các bạn cũng có tùy chọn là uncompressed là không nén này, hay là chuẩn ACC, hay là Apple Lossless, bất cứ gì đấy các bạn muốn. Thường thì mặc định chúng ta nên để uncompressed, Ở một format option các bạn ở audio như ở đây. Mục tiếp theo mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái việc xuất một cái file trong Adobe After Effects là cái mục output to. Ở đây các bạn sẽ click vào đây, tức là nơi mà các bạn sẽ lưu một cái file nào đấy. Như ở đây mặc định tôi đang để chọn đường dẫn ở đây. Các bạn đây là đuôi AV tôi đang mặc định chọn rồi. Đấy thì bạn chỉ cần chọn save vào cái thư mục các bạn muốn xuất, xong rồi các bạn chỉ cần chọn nút render là xong. Đấy, thì các bạn có thể thấy phần mềm đang chạy. Như ở đây các bạn có thể thấy được báo thời lượng còn lại project là còn cả 1 phút. Đấy, như vậy chúng ta đã xuất xong một file và phương pháp xuất file một cách trực tiếp ở trong Adobe After Effects. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách để xuất một file trong Adobe After Effects bằng cách một cách gián tiếp là chúng ta dùng phần mềm Adobe Media Encoder. Thì ở đây chúng ta vẫn làm các bước khởi đầu như vậy, chúng ta chọn vào khu vực làm việc, chọn Add to Media Encoder. Các bạn cần phím tắt là Ctrl+Alt+M. Đây là một cách xuất file tương đối là tiện lợi và nó mang lại cho các bạn một ưu thế tương đối lớn. Tôi đã từng trên website của tôi hay trên các diễn đàn của tôi, các bạn ấy thường hỏi là làm thế nào để có thể xuất một file với dung lượng nhẹ trong Adobe After Effects, bởi vì các bạn ấy xuất ra thường những file rất nặng khoảng vài ghi. Ở đây thì thường để xuất ra một file nhẹ thì chúng ta sẽ xuất qua Adobe Media Encoder. Vì ở đây tại sao tôi xuất qua đây? Vì các bạn có thể tùy chọn được tương đối nhiều các chuẩn và hạn chế cái dung lượng xuất ra. Đây như các bạn có thể thấy, giao diện xuất này rất giống như ở trong phần mềm Adobe Premiere Pro. Đây các bạn có thể tùy chọn rất nhiều chuẩn, như các bạn thấy ở đây 264 này, QuickTime API vân vân, để nhẹ các bạn xuất 264. Và ở đây chúng ta, những bạn nào đã sử dụng phần mềm Adobe Premiere Pro rồi thì các bạn sẽ hiểu cách để thức để xuất bằng phần mềm này. Đây chúng ta lưu địa điểm, lưu địa chỉ xem xuất ở đâu. Đây các bạn có thể thấy. Đấy, xong đấy chúng ta có thể chọn các tùy chỉnh vân vân ở đây. Thời lượng file xuất nhìn rõ, dung lượng file dự kiến ở đây là 7 MB. Ấn OK. Sau đấy thì việc đơn giản, các bạn chỉ cần ấn vào cái nút màu xanh này, tức là nút Start để bắt đầu xuất thôi. Bên cạnh đó thì tôi có lưu ý với các bạn một chút, tức ở đây chúng ta có một số tùy chọn trong việc xuất file, như ở đây mặc định của tôi đang để, tức là tôi tùy chọn việc xuất file sử dụng sự hỗ trợ của cặp màn hình. Ở đây tôi dùng AMD hỗ trợ của OpenCL. Mặt ra các bạn thường sẽ hay gặp cái sự hỗ trợ của quy chuẩn mà các bạn cũng thường được thấy gọi là CUDA. Việc sử dụng này giúp cho các bạn xuất một file theo cả một cách nhanh hơn, đặc biệt đối với những máy của những các bạn mà có hệ thống CPU không được mạnh với nhiều luồng cho lắm thì các bạn nên chọn tùy chọn này. Còn đối với các bạn nào mà máy có hệ thống CPU tương đối mạnh thì các bạn có thể tùy chọn chỉ xuất mặc định bằng only này, tức là các bạn chỉ xuất CPU thôi. Đấy, sau đấy thì các bạn chỉ việc click thôi thì cái file đây cũng dễ được xuất với thời lượng còn là bao nhiêu các bạn có thể thấy. Chẳng hạn trong quá trình đang xuất các bạn muốn dừng lại thì các bạn chỉ việc ấn vào nút đỏ này. Thì phần mềm sẽ hỏi các bạn là các bạn có thực sự muốn dừng lại hay không. Các bạn ấn No để phần mềm dừng lại thì các bạn thể thấy nó dừng lại ở đây. Và nếu các bạn muốn quay lại thì các bạn chỉ việc chọn Reset Status thôi là các bạn có thể render lại phần mềm này. Như vậy vừa rồi tôi đã giới thiệu với các bạn cách để chúng ta có thể xuất file trong Adobe After Effects. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau.